Thưa quý vị, sau 2 tuần tổ chức giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ 9 năm 2022, vào chiều qua 10 tháng 5 trên sân vận động tỉnh, đội bóng huyện Cần Giuộc đã vượt qua đội bóng do cựu tuyển thủ quốc gia Văn Văn Tài Em cầm quân trên chấm luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều sau 90 phút chính thức để xuất sắc giành cúp vô địch của giải. Gặp lại tại trận đấu cuối cùng, thành phố Tân An và Cần Giuộc đem đến trận đấu hấp dẫn trong suốt 90 phút và có hai bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, phút 56 tiền vệ đội trưởng Công Thành có mặt đúng lúc ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà không được duy trì quá lâu khi phút 69 tiền vệ Phước Huy ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1 đều và tỷ số này được giữ nguyên đến hết thời gian thi đấu chính thức và cả hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Tại đây, đội chủ nhà thành phố Tân An chỉ thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi đội bóng Cần Giuộc xuất sắc thực hiện thành công cả 5 lượt sút và nâng cao cúp vô địch. Nói chung là anh em đội Cần Giuộc vô tới đây thì đã hết mình vì cái màu cờ sắc áo của đội Cần Giuộc, anh em nào cũng với tinh thần gặp đội thị xã cũng tâm lý lắm. Thì anh em đã hết 100% sức. Nói chung bữa nay là anh em cố gắng để giành chức vô địch về huyện Cần Giuộc, cũng mấy năm rồi chưa được về. Nói chung là trước khi bắt đầu trận chung kết này thì ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện đã đưa ra cái chỉ tiêu là không quá quan trọng với trận chung kết này. Tại vì anh em đã vào tiến vào sâu trong trận chung kết hôm nay đã là một cái thành tích là quá xứng đáng rồi. Thực lực thì giữa hai bên thì như chị cũng biết rồi, thì bên thành phố Tân An có rất nhiều lợi thế, sân nhà và những đa số là những cựu tuyển thủ của đội tuyển Long An ngày xưa. Còn tụi em là nói chung là những người chơi bóng đá phong trào thì chơi biết chơi hết sức mình, sức bao nhiêu thì chơi hết bao nhiêu, và cũng nhờ sự may mắn với là sự hỗ trợ của các cổ động viên đến đây nên tụi em có được thêm cái niềm tin để thi đấu trận đấu ngày hôm nay được thành công. Đồng hành với đội bóng Cần Giuộc là hơn 100 cổ động viên cùng đội bóng di chuyển đến thành phố Tân An từ sớm để cổ vũ cho đội nhà vượt qua thách thức mang tên thành phố Tân An và cùng nhau ăn mừng chiến thắng lên ngôi vô địch. Mà có lẽ lâu lắm rồi, tỉnh Long An mới có giải đấu bóng đá cấp tỉnh quy mô đến vậy. Thắng là không thể nào tả được, cảm giác là nổi da gà, như là rất là đam mê thể thao. Một lần nữa xin chúc mừng đội bóng vùng hạ với những sự chuẩn bị chu đáo, những quyết tâm và bây giờ là tận hưởng niềm vui đạt được. Trong khi đó, đội bóng thành phố Tân An đã kém may mắn hơn nên vượt mất ngôi vô địch. Tại trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, đội bóng huyện Tân Trụ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Thạnh Hóa để giành tấm huy chương đồng môn bóng đá nam Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh.